được gặp lại quý vị trong bản tin Cà phê Sài Gòn sáng ngày 18 tháng 12. Kính thưa quý vị, truyền thông Trung Quốc vừa đưa tin 19 công nhân vẫn còn đang bị mắc kẹt sau vụ nổ mỏ than tại tỉnh Hắc Long Giang thuộc miền đông bắc nước này đang được giải cứu. Tính đến 9 giờ 30 phút sáng ngày thứ Năm theo giờ Trung Quốc, đám cháy bùng phát trong vụ nổ hầm than vẫn chưa được dập tắt, đã gây cản trở cho công tác giải cứu. Vụ nổ mỏ than xảy ra vào lúc 2 giờ 30 phút chiều ngày thứ Tư trong lúc 52 công nhân đang làm việc dưới lòng đất. 33 công nhân đã may mắn thoát ra ngoài, còn 19 người vẫn bị mắc kẹt. Các mỏ than tại Trung Quốc là những nơi có môi trường làm việc thuộc hàng nguy hiểm nhất thế giới vì điều kiện an toàn rất kém, cũng như nhu cầu sản xuất năng lượng của nền kinh tế lớn thứ hai thế giới tăng nhanh khiến người lao động phải gấp rút làm việc để kịp tiến độ, từ đó dẫn đến tai nạn đáng tiếc xảy ra. Người dân thành phố cảng Sydney của Úc đang tiến hành dọn dẹp sau khi một cơn bão đi kèm lốc xoáy bất ngờ quét qua khu vực ngoại ô nằm ven biển. Công cuộc dọn dẹp hậu bão tại Sydney bắt đầu vào thứ Năm. Cơn bão tràn vào các vùng biển ở ngoại ô thành phố vào một ngày trước với sức gió di chuyển trên 200 km/h. Đi kèm với đó là mưa đá lớn khiến cây cối và trụ điện nghiêng ngã. Thậm chí một số ngôi nhà bị mất nóc và sập tường khiến thành phố lớn nhất nước Úc bị lũ quét qua. Truyền thông địa phương cho biết các quan chức địa phương vẫn rất lo lắng về hiểm họa tiềm tàng của các loại chất không thể phân hủy, hay còn gọi là chất animăng từ đống vật liệu xây dựng, nhà cửa đổ nát trong cơn bão. Tuy nhiên, người dân vẫn không quá lo ngại và đều trở về nhà để dọn dẹp tàn tích của cơn bão và tính toán thiệt hại. Nói thật, tôi cứ thấy giống như trong phim vậy, người dân đi lang thang trên đường vì không còn nhà để về. Rất nhiều ngôi nhà bị bay mất nóc, hàng rào đều sập, thật sự là rất đáng buồn. Ước tính thiệt hại do cơn bão lốc xoáy này gây ra đã lên đến khoảng 35 triệu đô la Mỹ. Theo cơ quan thời tiết của Liên Hiệp Quốc, nước Úc hiện nay đang chịu tác động của El Nino rất lớn, dẫn đến tình trạng siêu hạn hán, mưa bão và lũ lụt cao đến mức kỷ lục. Bộ Thương mại Trung Quốc nhận định việc Cục Dự trữ Liên bang Mỹ nâng lãi suất sẽ tác động phần nào đến giao thương Trung Quốc, nhưng mức độ đến đâu thì hiện vẫn chưa rõ. Lần đầu tiên trong gần một thập kỷ, Cục Dự trữ Liên bang Mỹ Fed nâng lãi suất thêm 0,25% lên 0,5%, cho thấy nước Mỹ tin tưởng kinh tế đang trên đà phục hồi sau khủng hoảng tài chính thế giới kể từ năm 2009. Sau động thái của Fed, Trung Quốc, nền kinh tế lớn thứ hai thế giới, cũng đưa ra những nhận định về ảnh hưởng của Fed lên tình hình giao thương của nước này. Theo tôi thì trước hết, việc Fed nâng lãi suất sẽ có tác động trực tiếp hoặc gián tiếp đến giao thương tại các thị trường quốc tế của Trung Quốc, bao gồm cả việc xuất khẩu, nhập khẩu và đầu tư. Thứ hai là để biết được liệu tác động của Fed ở mức độ nào. Vào thời điểm hiện tại, chúng tôi phải có những phép phân tích cụ thể dựa trên hoàn cảnh của việc nâng lãi suất, mức nâng lãi suất là bao nhiêu và phải đánh giá cả những chính sách hỗ trợ đi kèm theo động thái này. Ông Sen cũng cho biết, Trung Quốc kỳ vọng doanh số bán lẻ của cả năm 2015 sẽ tăng 10,7% so với năm ngoái. Vốn đầu tư trực tiếp ODI của Trung Quốc ra nước ngoài trong tháng 11 cũng tăng 12,6%, đạt gần 9 tỷ đô la Mỹ. Vào hôm thứ Tư, thì một chiếc tàu chở hàng gồm 12 thành viên thủy thủ đoàn chở 560 tấn dầu vừa bị đắm tại eo biển Singapore sau va chạm với một tàu chở hóa chất. Theo thông tin mới nhất, thì 6 thành viên của tàu vẫn còn bị mất tích. Vào lúc 8 giờ 14 phút tối thứ Tư theo giờ địa phương, chiếc tàu chở dầu Torco Cloud mang cờ của Antigua và Barbuda đã va chạm với tàu chở hóa chất được đăng ký số hiệu thuộc đảo Cayman ngoài khơi eo biển Singapore. 6 trong số 12 thành viên thủy thủ đoàn tàu Torco Cloud đã được giải cứu. Công tác giải cứu 6 nạn nhân còn lại vẫn đang được tiến hành tại eo biển Singapore dưới sự hỗ trợ của cảnh sát bờ biển Singapore và lực lượng dân phòng của nước này. Các quan chức của Indonesia cũng hỗ trợ thêm lực lượng giải cứu. Hiện vẫn chưa có báo cáo về rò rỉ hay tràn dầu từ tàu Torco Cloud. Eo biển Singapore là một trong những tuyến giao thương đường biển nhộn nhịp nhất trên thế giới với chiều dài 105 km và chiều rộng đến 16 km. Vừa rồi là những thông tin đáng chú ý tại khu vực châu Á và tiếp nối chương trình, xin mời quý vị trở lại với tin tức trong nước. Bộ Nông nghiệp Phát triển Nông thôn đề xuất thêm quy định quản lý sản xuất thức ăn chăn nuôi. Bánh mì Pháp vào trễ nhưng tự tin cạnh tranh tại thị trường Việt Nam.